Ơi. Dạ tiếp là cây số 3 là cây khế em ghép khế Nhật ạ. Khế chua mình ghép khế Nhật hả quý anh? Dạ. Đây khế chua ghép khế Nhật ha quý chú. Cái này em ghép cũng khá là lâu rồi ha. Ủa, dây thước bao lâu tiêu ta? Con xin mến chào tất cả quý chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay ghé lại vườn của em Quốc Anh quý chú tại khóm Định Thuận của thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay em cũng giới thiệu đến quý chú một số cây đẹp nữa trong vườn ha, để cho mình tham khảo lựa chọn. Cũng có vú sữa đẹp nè, vú sữa đã được nuôi lâu rồi ha, cây mai, những số cây kim quýt, khế, mai tứ quý ha. Thì mời cô chú gặp lại em Quốc Anh để mình giao lưu hết cô chú. Đó, trước mắt cây vú sữa rất là đẹp luôn. Em có nhiều cây vú sữa đẹp lắm. Mình có thích cái dòng này mà cây thành phẩm ấm tàn rồi nọ thì mình cứ liên hệ với em ha. Rồi anh chào Quốc Anh ơi. Dạ em chào cô chú anh chị như đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Đã ủng hộ em những clip vừa rồi. Mong cô chú xem và ủng hộ em tiếp clip này ạ. Dạ. Em không làm mất thời gian em vô cây số 1 là cây mai vàng xù ạ. Một cây xù quý cô chú ơi. Dạ. Cây mai tàn ha, mà dạ, đặc biệt là nó xù. Đây con lấy xa xa ra mới hết cái dạ. Cái này hiện tại thì từ mặt bầu lên tới đỉnh thì 5m. Tán ngang cũng 5m luôn. Dạ. Dạ. Tàn thì tàn thiên nhiên, không có chỉnh sửa gì hết. Cái khoảng trống của mình rất rộng đó cô chú, nhưng mà nhìn thấy cây nó cũng rất là to á. Dạ. To. Đó. Cao 5m, ngang 5m luôn rồi em ha. Dạ. Cái này cao 5.000 năm tàn thiên nhiên hết quý cô chú. Tàn thiên nhiên. Cái này mình có báo bông gì không quý anh? Dạ em hồi sớm em có xin chủ nhà mà chủ nhà bứng cây, chủ nhà không có nhà. Hoành 56 hoành tại vị trí này. Rồi 56 hoành. Dạ 56 hoành. Nói chung ra thì cây này em cũng bứng cái bầu hơi dày với hơi to, em cũng giữ lại lá coi có chơi Tết được không. Em cũng không làm đế nhiều. Nhưng mà mai xù thì bộ phận thì nó nồi lên vậy là cũng ok rồi. Rồi. Dạ. Mai xù ha. Chân đế cũng có hết hay dạ, có hết, nó không có bị bóp. Nó xù. Xù của nó thì được lên đây được 1m1 rồi. Dạ. Xù từ đây đến đây. Xù từ đây đến đây. Dạ 1m1 rồi. Cây này cũng có nhiều cách chơi em ha, cái này cũng có thể rút lại dạ, bonsai cũng được nha quý dạ, chú. Dạ, cô chú nào có viên mát thì muốn trồng mát thì lấy cái này trồng mát. Còn muốn rút gọn thì lấy rút gọn, để cùi cành của nó cũng đẹp. Cành nó đóng cũng khéo. Dạ. Ngọn thì nó thẳng lên vậy là chú, về mình có thể chỉnh ngọn lại cho ngay lại tí cũng được. Cặp ngọn lại tàn thì cũng thấy cũng khá là ok rồi, tàn thiên dạ, nhiên mà vậy là ok. Bầu thì được 85. Dạ. Đây xù xù trải em ha. Dạ xù trải anh. Xù nó bể từ dạ, xù trải này thì được ưa chuộng nhiều hơn. Cái nách này bắt đầu nó cũng bung hết trơn ha. Dạ. Bung từ từ. Đó. Đi vòng cho mình xem ha. Mặt đế bên đây và cái nước xù bên đây, nước xù bên đây nhìn mới ghê nè. Dạ để em đo cục xù từ này coi. Đúng rồi, mình đo cái hoành thử trên đó ngang trên đó gì được nha. Trên này là được 45. 45. Trên cây tàn xù luôn ha cô chú. Dạ, thường mình nhìn thấy cây xù là cây bonsai ha. Dạ. Này mình chơi cây tàn to xù luôn. Cô chú nào thì có không gian rộng thì lấy cái này về trồng lấy bóng mát luôn. Còn không rồi, thì muốn cắt thì cắt cũng đẹp, tại vì cùi cành nó cũng chia cũng đều bự hết rồi. Xa xa mình nhìn vẫn thấy nó chảy mạnh hay không chú? Cùi cành bự nhất của nó là được 23. Dạ rồi đây này chắc anh nghĩ giữ tàn chơi Tết được á của anh ha. Dạ tại em bứng thấy không xuống lá trơn hết. Dạ thế nhưng mà đa số mà bứng mấy cây mai tàn mà nó mà xuống lá là nó héo héo xíu à. Rồi cây này giá sao đây em ơi? Dạ cây này em giao lưu giá 39 triệu. Em bao ship 200 cây ạ. 39 triệu chú ơi. Dạ. Dạ. Cây này tương lai là xù nhiều hơn nữa em ha. Dạ xù nhiều nữa. Cái đoạn này là vài năm nữa thì bít rồi. Đoạn 1m1 này. Đây. Lại cho chú mình xem một cái đoạn xù cái nữa heo chú. Dạ. Mình rõ. Đây ở trên nách. Nói chung là mấy cái xù này nó dễ lắm, nách nó bung là bắt đầu nó chảy xuống à. Đó, nách nó bắt đầu bung xuống rồi đó ha. Dạ. Nứt. Thì giống như mấy cái này vậy chú, nó nứt bắt đầu nó chảy từ từ. Quá trời luôn, tươi lắm. Vàng éo. Cộm lên một ngón tay hết. Dạ. 39 triệu của anh ha. Dạ, em bao ship 200 cây ạ.
đoạn này đó nó nằm ngang đây. Dạ đúng rồi, nằm không thấy đất, đế đất nằm ngang đây. Còn cái chớn hay chưa? Dạ chớn xù nè, xù nó cộm dày dữ lắm. Rồi 39 triệu. Dạ bao ship 200 cây. Dạ có gì giờ thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo. Dạ. Với Quốc Anh hay mời cô chú qua cây số 2 là cây vú sữa. Rồi tiếp theo là cây vú sữa khá to lên chậu luôn rồi. Dạ thừng chậu à, này thích hợp cho mình về mình chơi liền của chú ơi, khỏi có phải tốn công lên chậu gì nữa. Dạ đây cây này thì cô chú chỉ việc mua em đem đi tới nhà cho chú chơi thôi. Chiều cao nó tầm 3 mét đó anh khách, lên tới đỉnh đó cao 3 mét, chắc cả 2 mét rưỡi anh khách ơi. Bắt cái phom tàn quá đẹp của chú ha. Dạ phom tàn em của anh làm rất là đẹp. Cái tán dài chiều này là 3 mét. Tán rộng 3 mét luôn ha, chiều. Dạ. Dài 3 mét. Dài đây với tán ngang đây là được 2 mét. Rồi. Đây, vô quanh thân cho mình xem luôn. Quanh thân vị trí này là 113. 113. Dạ. Dạ. Đường kính chậu thì một mét, chiều dài 1m8. Dạ. Chiều ngang 1m2. Dài 1m8 ngang 1m2. Dạ. À, cái bể đế nó nằm trải vậy nè cô chú. Cốt cành. Tròn mịn hết trơn em ha. Dạ. Sửa chi cành cũng rất là khéo cô chú ha. Cặp dây rất là chỉnh chu gọn. Dạ. Sửa trong cũng mấy ngày cô chú ơi. Làm rất là chi tiết cô chú ơi. Dây nhỏ đồ này nọ nói chung là sắp xếp thứ tự lớp lan ha, nhìn. Dạ. Rất là bắt mắt của chú chứ không phải là mình trồng chéo nhau. Dạ dung ra sắp thì cũng cực công á. Đây nè sắp như quý chú thấy là đều tăm tắp luôn á. Này là mình cũng phải tính kỹ của chú ha, để không phải nó trồng chéo nhau trùng lắp với nhau á. Bệ đế thì cũng thấy nó xè ra đều hết trơn ha. Đặc biệt là cây đã lên chậu rồi, mấy này gịch cần cẩu đi không à. Dạ thân chậu. Cô chú mua mấy cây này chơi rất là yên tâm, không có sợ hư hao gì hết. Dạ. Rồi đây ra cái phom tàn cho mình coi nè. Đó. Em đứng vô đẹp lắm nè. Mình có nhà rộng đâu này nọ, khu du lịch đâu này nọ em ha. Đưa. Dạ. Mấy này vô cho khách ngắm là hợp lý quá luôn. Mấy khu nghỉ dưỡng vui chơi đồ hả cô chú. Rồi cái cây vú sữa này tím trắng em. Dạ trắng tím. Trắng tím luôn hả? Dạ nó đít nó hơi tím tím chút anh khách. Rồi. Đây hai bên theo chú phơm tàn. Nó không có tím nguyên trái mà nó tím ít à. Giá nhiêu đây của anh ha? Dạ cái này em với lưu giá 29 triệu. 29 triệu. Dạ. Đi em luôn ship. Combo vậy đó ha. Dạ combo em bao ship 200 cây chú, tại cây này nặng lắm nha. Có ở xa thì em vẫn ship nhưng mà cô chú có thương tình thì phụ thêm phí ship với em, tại cây đi xa nó tốn tiền phí nhiều quá. Cây này phí ship 200 cây mà cần cẩu không mà cũng hết mấy triệu rồi cô chú ơi. Dạ, mấy triệu rồi. Mấy triệu cho cây này nặng lắm, nặng cây này cỡ 2 tấn không em. Dạ. Nó chậu cây luôn. Cỡ đó à, anh ơi. Rồi, 29 triệu. Dạ. Ship 200 cây. Dạ 200 cây. Rồi, mình tiếp tục ha. Dạ, tiếp tục. Ba. Dạ số 3. Dạ là một cây khế của chú ơi. Dạ. Chiều cao là được 69. Tán rộng chiều này được 85. Gốc khế chùa. Dạ khế chùa em ghép khế nhật. Ghép khế nhật. Dạ đây. Rồi ngay cái cổ nhỏ nhất của nó đây là được 54. Dạ khế nhật thì lá nó nhỏ em ha. Dạ lá nhỏ chơi nó đẹp hơn chú ơi. Với lại trái nó cũng sai nữa. Cái gốc này dữ thần lắm chú ơi, gốc này lùng lực. Quanh đế vị trí này là được 1.6. Rồi. Trừ heo khá xa heo chú. Dạ. Nó tầm khoảng 170 á. 160. Em quay giúp anh vòng. Cái này bữa giờ nó cho trái nhiều rồi cô chú ơi. Dạ. Nguyên một cái bể khế chua ghép. Dạ. Khế nhật. Đây. Đang có trái luôn. Khế nhật thì lá nó nhỏ heo cô chú. Dạ. Lá nhỏ. Trái của nó cũng bền nó đẹp lắm. Trái nè. Chua là té đái luôn. Ờ. Rồi giá luôn em ơi. Cây mã số 3 cây khế nhật này em Zalo giá 6.5 triệu. 6.5 triệu. Dạ, bao ship 200 cây ạ. Dạ. Cây
200 cây thôi. Dạ. Cái gốc quá đẹp luôn chú, gốc lùng lực ha. Cái dạ. Bo ghép nó bự hơn ngón tay cái của mình chút. Đó, 3 bo. Dạ, 3 bo. Rồi, em xin xuống cây ạ. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Cũng hơi nặng á. Cây rất là nặng của chú, 4 người khiêng nặng. Cho lên cái mai đi ba. Lên mai đây, lên mai đây ba. Rồi tới một số phôi phát chỉnh đó giùm anh. Tứ quý. Dạ, phôi tứ quý. Em hôm nay có 4 phôi tứ quý rất là già cổ. Dạ, mấy cái này già lắm. Cái này hai thân tựa như là phù thê của chú ơi. Dáng phù thê ha. Dạ. Chiều cao được 122. Cao 1m22. Hoành ở vị trí này được 49. Rồi. Cây này trong em rút trong bồn của người ta rồi, có mấy cái số rễ này hơi dài thì em chém lại cho nó gọn hơn nữa, mình ghép vô chậu cho nó dễ. Còn bình thường là nó nằm nó thần ta sần sần hết rồi. Cây rất là già của chú ơi. Dạ. Dáng hai thân phu thê. Phu thê. Cốt cành đóng cũng khá đều luôn. Liền lại sạch sẽ hết em ha, không dạ. Có lỗi mục gì hết. Dạ không, không có lỗi mục gì hết. Rồi, cây này giá sao đây? Mã số dạ, cây mã số 4 này em vô lưu giá 8 triệu. Số 4 8 triệu. Dạ mấy cây phôi mà nhỏ này thì em vô lưu toàn quốc ạ. À. Toàn quốc luôn em ha. Dạ. Tứ quý ha cô chú. Đây cô chú xem cái đường thân nó giùm con này. Rất là già luôn, liền lạc ha, dạ. Chỉ cần đóng đều. Đó. Về ghép trên cây dáng phu thê. Dạ, dáng phu thê. Rồi. Rồi em chín xuống cây ạ. Đổi luôn em ơi. Rồi, cây này nặng hai cô chú. Đây một cây dáng trực. Trực lắc. Cây số 5. Ồ, nó lắc lượng vậy đó. Chiều cao được 100. Và nó vị trí này được 45. Cái dách này nó rất là đẹp cô chú. Dạ, 45. Chừng đế nó chồm ra không em ha? Dạ, đúng rồi. Cái này nói chung ra tại em chưa có thời gian làm nhiều chứ còn mấy cái giặt bên đây còn cắm đẹp lắm. Bên đây nè, hai cắm này. Rồi. Dạ. Đây, bộ tay cốt cành đó. Cái này cây trực lắc. Liền lạc luôn em ha. Dạ, liền lạc, không thể dứt gì cây hơn. Rất là già cây của chú ha, tứ quý. Giá nhiều đây của anh ha. Dạ, cây này em cũng giao lưu, cây này số 5 này giao lưu giá 8 triệu luôn ạ. 8 triệu luôn. Dạ, cũng toàn quốc. Cái phôi này thì em dễ ship. Dạ. Yeah. Cái bầu này rất là nặng ha. Và dạ, tướng anh bứng cái bầu nó khá to. Bầu. Bầu đất rin khá to luôn. 55. Bầu 55 60. Rồi, 8 triệu luôn dạ, ha. 8 triệu. Mã số 5. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 40. 6. Khá nặng nhưng mà phải lên bàn xay cho mình xem cho rõ ha cô chú. Rất đẹp luôn, mấy cây này là ghép là hết sảy luôn. Dịnh dịnh đâu. Rồi. Chiều cao được 93. Mã số 6 cô chú. Dạ, mã số 6. Hoành được 46. Hoành 46. Đây, nguyên cái bầu rễ không em ha, dạ. Đế không. Đế không. Cây này đế đẹp luôn chú. Bầu chiều ngang được 63. Đây. Đây là mặt này cắm dữ lắm. Cộng rất là già cây luôn của chú. Mấy cây này phải nói là quá già luôn. Thịt đỏ ao. Dạ. Rồi. Cây mã số 6 này em vô lưu giá cũng là giá 8 triệu ạ. Cây này 8 triệu thôi em hả? Dạ 8 triệu. Cây này đế đẹp lắm của chú. Dạ. Đế nè. Rồi, đổi giúp anh luôn. Dạ, đổi cây luôn. 8 triệu. Hàng nặng không ạ? Đây, đây còn cây nữa. Một cây dáng trực pin của chú ơi. Cây này em mới cũng rút bầu ra cũng chưa có làm gì. Dáng trực pin ha, để dạ. Thì nở, thân ngọn thì dốt. Chiều cao được 83.
cao 83. Dạ. Còn vị trí này được 51. Rồi. Hơn 51. Dạ. Đa số là nằm trong bồn một chút, tại cây này mới rút vì làm chưa kịp. Dạ. Đây, cái cây dữ lắm. Cái dách nó nở ha. Dạ, nở. Nở chà bè luôn. Nở cái này to. Cô chú nào thì lên về ghép loại siêu bông Sài Gòn hay siêu bông mình lại gì đó. Rồi em báo này nó có một cái lỗi nhẹ đây, nhưng nó bị sành nha khách. Rồi. Sành đá nha. Một cái ngón tay thôi. Sành đá. Dạ, sành đá. Trực pin ha, cốt dạ. Cạnh như thế này đây. Rồi cây này giá sao đây em? Cây mã số 7 này em lưu giá 9 triệu ạ. 9 triệu. Dạ. Lùng lực. Lùng lực. Dạ. Rồi. Tiếp tục luôn ha. Rồi tới gì đây? À, tới kim quýt đi em ha. Dạ. Kim quýt đi. Ba cụ ngon không? Rồi, kim quýt. Cây số 8. Mã số 8, một cây kim quýt. Quốc Anh thì có nhiều cây kim quýt đẹp đó chú ơi. Dạ. Dốc, bây giờ muốn bán được mới cái chiều cao được 49. Tán rộng chiều này được 71. Mấy cây này đáng sưu tầm luôn. Dạ. Tán ngang chiều này được 57. Rất là già. Em đo tổng gia đình 3 thân là được 54. Rồi. Đo cho chủ gia đình coi. Thân chính lớn là như vậy. Dạ. Gia đình 31. 31. Rồi em chủ quay. Chủ cột gia đình 31 vành. Quay qua mặt bên đây giúp anh ha. Mặt dạ. Tiền đây. Dạ, mặt tiền đó. Nằm bệnh sắn với nhau vậy nè quý chú. Dạ. Ba thân ha. Ba thân. Sửa cốt cành cũng bằng ngón tay mình hết rồi. Dạ, cũng bự hết rồi. Khỏe luôn. Tàn thì mịn. Tàn mịn. Mặt cắt thì chỉ có mặt cắt thân thôi ha. Dạ, mặt cắt mặt mấy mặt cắt đỉnh á. Ngoài ra không một lũa gì hết. Dạ không. Cây kim quýt mã số 8 này em cho lưu giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi thôi em hả? Dạ, em cũng bao ship toàn quốc. Không chậu ha. Dạ, rút không chậu, rút chậu quên. 2 triệu rưỡi rút chậu của chú ơi, cây này dạ. Mình đáng để chơi một cây. Chậu có mấy chục ngàn rồi, em ship tốn mấy trăm. Của chú thấy cái cốt tay đó nè, nó đang phì ra rất là sung luôn. 2 triệu rưỡi thôi. Dạ. Rồi, đổi luôn ha. Dạ. Quay lại đi. Cho cây kim quýt đi. Tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo cũng là cây kim quýt. Rồi, lấy cây kế tiếp lên gần luôn đi chú. Rồi, cây kim quýt. Chiều cao là được 52. Rồi. Tán rộng nhất là được 79. Đây, cho cây... ông này ông ra đây em ngồi nghỉ chút đi. Ông giữ cây này cây hoài. Cây này cũng già, cây dữ lắm. Ừ, ông nằm nó giữ cây này hoài. Cây không? Hai thân già, cây đẹp. Vành đây là được 48. Rồi, mình tính 48 đi em ha. Dạ, 48. Đấy. Bật chi cành rất là đẹp quý chú. Chi cành thoáng đẹp ha. Dạ, chữa cũng nhiều nước rồi, mới ấm được vậy. Rồi, quay giúp cây anh. Cây mã số 9. Số 9. Dạ rồi, đây. Giá nhiêu đây em ha? Dạ, cây kim quýt mã số 9 em lưu giá 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi cho cây này ha chú? Dạ. Cốt cành chi tay bắt rất là rõ nét ha. Tròn đều hết luôn. Dáng trực hai thân. Rồi. Rồi đổi luôn em ha. Rồi. Bỏ xuống luôn, bỏ xuống luôn. Hai người lên, hai người xuống luôn. Tiếp. Chiều cao được 46. Mã số 10. Mã số 10. Tán rê được 73. Tán ngang được 46. Dạ. Vành thân được 46. Vành thân 46. Hôm nay cây già đẹp không hả chú? Cây quýt. Cây quýt cổ không? Đây cây nhìn cây này rất là đã luôn. Lực to. Mấy cây này vài chục năm. Vài chục năm không hả chú? Dạ. Tại vì kim quýt nó lâu lớn lắm rồi, cái, mấy cái gốc này là gốc cổ thụ rồi. Dạ, thường thường nhầm thi có nhiều gốc bự quá mà không được chém được làm bonsai được.
Rồi bộ xương cạch. Rồi cây này giá nhiêu đây em ha? Dạ cây mã số 10 này như luôn giá 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dạ 4,5 triệu. Rồi. Luôn chậu luôn không em hay là dạ, cây không ha? Luôn chậu anh. À. Luôn chậu luôn ha? Dạ luôn chậu, mấy cây này em ship chậu được. Mấy chậu này thì chung nó gọn hơn chậu chim ăn, chim ăn không có giá trị á, thì ship mà tốn tiền phí ship. 4,5 triệu. Dạ. Rồi đổi luôn ha. Rồi đổi cây luôn. Tiếp tục một gốc kim quýt khủng nữa quý cô chú ơi. Đây. Đây. Mình yêu thích cây kiển cổ kim quýt thì gặp Quốc Anh ha. Đây dạ. Cây này rất là đẹp. Chiều luôn. Chiều cao được 57. Tán rộng đây qua đây được 78. Tán ngang đây được 59. Rồi. Quanh thân được 39. Còn thân vị trí này 39 ha. Dạ. Đó cục quần đế luôn đi em. Hồi đó ta trồng trong cái lưu quá ha. Còn dạ, cái miễn lưu. Còn miễn lưu luôn. Quần đế được 100. Quần đế đúng 100 luôn. Dạ. Kim quýt mà đế vậy là dữ dằn lắm cô chú. À, cuộn vậy nè. Quốc Anh nuôi kim quýt rất kỹ ha. Mấy cái đầu mặt cắt này vẫn dán giấy bạc ha. Dạ đúng rồi. Nó kéo vậy nè. Nó kéo để gỡ cho quý cô chú thấy nè. Ờ à, kéo rất khỏe ha. Này cũ là cuộn đặc luôn. Rồi xương cạnh. Thấm lắm rồi. Chung ra sữa được cây kim quýt mà hành thấm cũng cực lắm chú ơi, gai nó đâm biết nhiêu lần nói. Phải cắt gai mới vô dây được em ha. Dạ đúng rồi. Cắt gai rồi cắt lá rồi làm nhiều. Này vô chi tiết lắm nha chú, từ cái nhánh nhỏ nhất luôn á. Dạ. Và nó đang sung lắm nè, đây cây đang ôm dây luôn nè, đang siết dây luôn nè. Rồi cái cây này giá sao đây em? Dạ cái này em cũng giao lưu giá 8,5 triệu á. Cây mã số 11. 8,5 triệu. Dạ. Luôn chậu bao xếp hay vui chú. Dạ. Mã số 11. Tôi rồi tiếp tục đây. Luôn ha. Rồi còn cuối clip là cây khế. Cuối clip mình có cây khế. À, lên phát. Cái này phải 4-5 người mới khi nổi. Đây. Vậy. Yeah. Quá xá. Quá xá cục khế này. Khế chua em hả? Khế chua. Chiều cao được 55. Bầu chiều dài hộp sồi nó được 70-80. Rồi cái cổ của nó đây. Cổ được 60. Rồi cổ được 60. Yeah. Quá xá cái bể khế. Đâu nó có cục cái lùng này lực. Giống như thú ngồi vậy. 122. Dạ. Đó cục này 122. Rồi cái cục này là 122. Dạ. Mấy nay em để đây em chờ anh Khánh về nó mọc tược luôn à. Mọc tược luôn. Dạ, anh Khánh lúc này lưu quá. Rồi nó bỏ chừng nhìn bên này cũng độc đáo em ha. Dạ đúng rồi. Mặt tiền chắc nằm bển quá Khánh ơi. Dạ. Rất là lực. Rồi quay cái nữa đem. Đưa lưng, đưa mông gì từ lưa chơi quý chú ha. Về cũng có thể chơi gin hoặc là ghép khế nhật giống như cây phía sau đó ha quý chú. Dạ. Rồi cây này giá sao đây em? Dạ, cây này em giao lưu giá 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dạ, 4,5 triệu. Rồi, còn cây gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết luôn hả? Cây dạ. Cây cuối clip luôn hả? Dạ, cây cuối clip luôn. Mong cô chú xem và ủng hộ em ạ. Rồi, số điện thoại ủng hộ kênh được tỉnh miền Tây cho xin một like, một đăng ký ạ. Dạ rồi, anh cảm ơn luôn ha. Con cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.